Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chuyên review về đồng hồ chính hãng của Hội. Và hôm nay em xin phép giới thiệu đến với anh em một chiếc Rolex mà bên em vừa mới về được. Đây là một chiếc mới và dĩ nhiên nó sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ kèm theo. Mình sẽ mở hộp cho anh em cùng theo dõi. Một cái hộp trắng phía bên ngoài và bên trong là một cái hộp xanh với cái gam màu rất là quen thuộc của hãng rồi. Cực kỳ đẹp ha. Mình sẽ lướt nhanh qua cái phần hộp sổ thẻ trước anh em nhé. Một cuốn sách Etude lớn. Phía sau ví đựng thẻ chúng ta sẽ có thêm một cuốn sách service nhỏ như thế này. Và mặt trước chúng ta sẽ có cái thẻ đi kèm. Đây là mẫu thẻ mới của Rolex với cái gam màu quen thuộc của hãng màu xanh. Và mẫu của thẻ này mình đánh giá là nó sẽ sang trọng hơn mẫu thẻ cũ rất là nhiều. Ở phía sau chúng ta sẽ có thông tin model là 126233 và ngày mua sẽ là ngày 15 tháng 8 năm 2021. Em hội xin phép che cái số serial number lại để bảo mật thông tin cho chủ. So với mẫu thẻ cũ thì chúng ta sẽ thiếu khuyết hai thông tin. Thứ nhất là thông tin của nhà bán hàng và thứ hai sẽ là tên của vị khách hàng đầu tiên. Thông tin trên thẻ mới rất là đơn giản, chỉ có mã sản phẩm, số serial và ngày mua thôi. Và chiếc này bảo hành toàn cầu đến 5 năm, có nghĩa là sẽ tới tháng 8 năm 2026. Một cái thẻ nhựa Rolex SA Geneva quen thuộc rồi. Một cái thẻ nhựa nữa tag sản phẩm với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là 126233-0023. Anh em search nguyên cái mã này sẽ ra đúng sản phẩm này anh em nhé. Anh em nào chỉ search là 126233 thì nó ra rất là nhiều cái 126233. Chi tiết cụ thể hơn thì anh em thêm cái đuôi 0023 cơ. Rồi. Đi vào nhân vật chính nè. Chiếc Rolex Datejust cực kỳ đẹp. Mình xin phép tháo cái siêu niềng này ra nhé. Cái này chỉ là cái miếng nhựa để bảo vệ cái niềng khí thôi chứ không phải là siêu gì cả. Về tổng thể đây là một chiếc Rolex Datejust 36mm như mã anh em cũng thấy lúc nãy rồi. Chúng ta sẽ có cái niềng khí và ba chỉ giữa của bộ dây Jubilee sẽ có màu yellow gold hay còn gọi là màu vàng chanh. Và điểm đặc biệt ở trên chiếc này đó chính là cái bộ dial, cái mặt dial sẽ được khảm xà cừ trắng. Và vân trên chiếc này cực kỳ nổi. Thường anh em mua vân xà cừ thì khá là hên xui. Có chiếc nó sẽ rất là nổi, còn có chiếc nó sẽ không được nổi cho lắm. Và may mắn thì chiếc này còn cực kỳ nổi như thế này. Tại vì vân xà cừ thì không có hai chiếc đồng hồ có vân hoàn toàn giống nhau đâu. Mỗi chiếc là sẽ mỗi cái vân xà cừ khác nhau. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có cái logo hình vương miện quen thuộc rồi. Góc 3 giờ vẫn sẽ là ô lịch với cái lớp ở trên kính như thế này. Còn 10 vị trí còn lại sẽ là các viên kim cương 1.8 ly đã được Rolex tuyển chọn rất là kỹ càng và rất là đồng đều về màu sắc cũng như là các lát cắt với nhau. Phía dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Rolex Oyster Bubble Tour, dòng Datejust quen thuộc quá ha. Phía dưới nữa sẽ là Superlative Chronometer kèm dòng chữ Swissmet ở góc 6 giờ. Và ở góc 6 giờ này dòng chữ Swissmet ở giữa chúng ta sẽ có thêm cái logo hình vương miện nữa. Thì biểu hiện đây là phiên bản mới nhất, phiên bản Mark 2 của hãng. Phần niềng chúng ta sẽ có niềng chạy chữ với rất nhiều chữ Rolex được chạy phía trong niềng. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có thêm cái logo hình vương miện nữa. Và ở từ góc 6 đến 7 giờ chúng ta sẽ được khắc cái số serial number ở đây. Số này sẽ trùng với số trên thẻ lúc nãy. Đây, vân cực kỳ nổi, mời anh em nhìn ngắm thêm cái vân một chút nữa. Phần niềng như em vừa nói thì niềng sẽ là niềng khí màu vàng chanh. Bộ dây Jubilee rất là quen thuộc rồi, với hai chỉ ngoài sẽ là thép không gỉ được đánh bóng, ba chỉ giữa sẽ là bằng vàng và được hai chỉ ngoài sẽ đánh phay xước và ba chỉ giữa sẽ được đánh bóng em nhé. Núm chúng ta sẽ là núm vàng Oyster với nóc 1 sẽ là chỉnh lịch và nóc 2 là chỉnh ngày rất là quen thuộc. Bộ khóa đi kèm sẽ là khóa Oyster đời mới với một cái chỉ vàng ở giữa như thế này và hai bên sẽ là thép không gỉ tạo cảm giác đồng bộ với cái bộ dây đi kèm. Đáy sẽ là đáy kính rất là quen thuộc và do là hàng còn mới nên đáy chúng ta sẽ còn nguyên siêu. Chiếc này sử dụng bộ máy mới 3235 của Rolex với 31 chân kính, 28.800 tần số di động, kèm theo đó là khả năng tích cóp được tăng lên 70 tiếng so với đời cũ. Đây mời anh em nhìn ngắm lại cái mặt dial của em nó một lần nữa. Vân xà cừ cực kỳ đẹp khi anh em đeo dưới sáng, rất là nổi. Và chiếc này bên em giao lưu chưa đến 400 triệu, nếu anh em có nhu cầu cứ liên hệ thông tin dưới phần mô tả của em hội nhé. Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.